Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của em. Mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại trên màn hình 0348308843. Rồi theo dõi kênh, bấm vô đăng ký để được cập nhật mấy video mới. Rồi nay em về được mấy đôi, có mấy đôi giày thể thao nhưng mà dưới đôi giày da nè, mấy dụng cụ Nhật. Có một cái áo phản quang này rất là độc, áo phản quang của Nhật. Còn nguyên áo này nó chưa xài mà nó có dính dơ một tí ở đây. Rồi, cái video hôm nay mã là 208 nha mọi người. Đó, mọi người mua hàng thì liên hệ. Bên em không nhận ship code cho khách mới nha mọi người. Khách hàng mới thì vui lòng chuyển khoản giúp em. Rồi đầu tiên là cây thước, thước Nhật. Cây thước này 300 mm của Nhật. Yamayo nè, thương hiệu của nó. Thước bằng thép rất là chắc chắn nha mọi người. Thép nó rất là dẻo, nó đàn hồi, không sợ bị dễ gãy mà cong. Thép Nhật nè, mọi người nhìn nó sẽ biết chất lượng. Rồi mã số 1, 100 ngàn. Số 2 là cái cây bấm bấm dây đai của Nhật, thương hiệu Mat. Đây, Mat 12 mm nữa ha. Dòng này nó bấm được 12 mm. Đây, kích thước là 38 cm. Cây này nó đúc bằng thép rất là chắc chắn. Đây có điều chỉnh, điều chỉnh độ sâu của cái dao bấm ha. Rồi mã số 2, 200 ngàn. Số 3 là một cây cái đầu chuyển vít, chuyển mũi máy bắn vít ra cái đầu kẹp mũi khoan nha mọi người. Kẹp được 10 ly nè, 10 ly trở xuống. Đây, UF bắt nè. Hàng này chất lượng, còn đẹp. Đây, ví dụ máy bắn vít là như vậy nè, kẹp được cái đầu mũi vít thôi, đâu có khoan được đâu. Giờ gắn cái này vô đó, thành cái máy khoan ha. Chỉ cần kẹp mũi vô là nó búa vào cách là nó chặt luôn mọi người, không có cần lấy cái tay quay như mấy cái đồ hồi xưa bằng sắt á, quay siết lại này, búa vào cho là nó cứng cái mũi nó khoan mình. Rồi, cái đầu chuyển này mã số 3 nha, 250. Số 4 là cái móc treo đồ của Tajima Nhật. Có thể xếp gọn nè. Cái này nó treo đeo thắt lưng nha mọi người. Nó full là bằng nhôm. Đây, để coi cái. Rồi, cái này là bằng thép nha mọi người. Cái này thì nó phải làm bằng thép rồi, cái càng này nè. Để nó chịu lực. Chung cái này chịu tầm 10 kg trở xuống. Đó, đó là chắc chắn. Cái này thép nè.
thép 8 ly. Cái này bằng nhôm, cái này thì nó thiết kế nhôm để cho nó nhẹ. Thôi để mình leo trèo, mình treo này kia, treo đồ, treo máy móc, treo máy khoan cũng được. Nó có thể xếp gọn vô. Rồi mã số 4 nha, 200.000. Móc treo. Rồi số 5, một cái móc này của trong cái bộ bộ dây đai an toàn mọi người. Mà nó về có một cái cọng dây rời thôi. Cái này mọi người để hai thế hoặc là chế vô gắn hai dây ha, làm hai móc leo cho nó an toàn. Nha, của Nhật, của này titan mọi người, nó để titan thép. À, hàng nội địa Nhật này, đóng mộc của Nhật. Dây này nó dài tầm 1m2 nha. Dây móc. Rồi mã số 5 nha, 250.000. Rồi số 6 nè. Đây, áo bảo hộ nó như vậy nè. Đó, áo bảo hộ cho mình đi xe hoặc là làm việc công trình. Loại cái áo dạo phản quang, không phải là áo bảo hộ, áo phản quang. Đây. Đó. Đẹp chưa? Thương hiệu luôn nha. Nó bị dính như dính nhớt, dính gì nè. Dính nhớt nha mọi người. Cái này giặt ra. Nè, free size, người lớn người nhỏ gì cũng mang được hết. Điều chỉnh bằng này nè. Rồi, cái này mã số 6 nha, 300.000. Rồi, tiếp theo em giới thiệu mấy đôi giày hàng cũ đã qua sử dụng. Giày em sẽ đo size, kích thước cho mọi người chọn cho nó chuẩn nha. Khi nhìn theo cái tem này có khi nó không chính xác. Có một số giày thiết kế cho mấy cái nước ngoài mọi người, chân của họ khác, nên cái số size nó vậy, nhưng mà cái chân vô chính thực tế thì nó chính khác. Này size 40 nè, chân 25 ha, 25 cm. Rồi đôi này là một đôi Nike. Đôi Nike nha. Đôi Nike này chuyên chơi, nó gọi là Nike Zoom. Nike Zoom để chuyên chơi bóng nha mọi người. Cái đế này mọi người nhìn sẽ biết, nó chuyên chơi bóng nha. Chơi bóng, chơi cầu lông này kia. Trong trên cái sàn á, mọi người sẽ chơi cái giày này nó mới bám ha. Chứ không phải chạy bình, không phải giày đi bình thường ngoài ha. Này chơi bóng. Đây, đôi này còn khá là ok. Thiết kế rất là đẹp. Này, Nike Zoom nè. Rồi, đôi này nay có mã là số 7 nha, 750.000.
Tiếp theo là một con gà trống, đây thương hiệu gà trống của Pháp này, thương hiệu nó nè. Con này để đi mút để này, để nó mềm mà nó nhẹ này, chi đi bộ đồ ok, chung mang rất là nhẹ. Gà trống này da lộn mọi người, nó kết hợp với da lộn với vải, với bố, với chất liệu gì nữa, vải nên nhiều chất liệu nó kết hợp lại nhau, mang rất êm, mang êm nằm bên trong, nó lót cái này êm, vải êm. Cái con này nó không thấy tem đâu hết, nó bị mất tem mọi người, không thấy tem. Cái tem nó như dưới cái miếng lót mà nó mòn đi rồi, nó bay á, bay đi rồi. Size nó là đo ra là size 41.5 nha, chân cỡ 25.5, 26 mang được. À, 25.5, 26 là một ngực nè. Rồi mã là số 8 nè, 350 nè. Rồi số 9, một con dài siêu nhẹ luôn. Hai con này là rất là nhẹ, hai con nai này rất là nhẹ luôn nha, cái dòng nhẹ để chạy bộ, đi bộ nè, thể dục á. Nó thiết kế là cái lưới hón khí nè. Lưới hón khí nha. Này, đế nó rất là nó mềm nhẹ, đế nó. Đó. Cái dòng đế này là đi thoải mái lắm. Đi bộ cho bộ à. Ha. Nay size 39 nha mọi người, size là 39 nha. Nè, size 39, chân 23.5 mà. Rồi mã là số 9, 400.000. Tiếp theo con cũng là nai giống như vậy, size 42 ha. Con này nó hơi cũ hơn tí, nó tem này nó chóc hơn. Con này nó cũ hơn con kia nha mọi người, nó xài nhiều hơn. Nhưng vẫn là đi rất là ok, nó mềm đó. Thoải mái, rất là nhẹ luôn, so với một đôi giày như vậy nhẹ hơn, chân nhẹ gấp mấy lần. À, size này 42, con này size 42 nha, chân 26, 26.5 mang nha. Nè. 26, 26.5. Và mã số 10 nha mọi người. 250 nè. Rồi tiếp theo con đây. Size nó là 42. Con này dài da. Dạng dài lười, dài lười. Nó là dạng dài lười. Con này cũng Hàn Quốc mọi người. À. Hàn Quốc sản xuất nha. Còn rất đẹp như mới.
rất đẹp luôn. Đây nó dính miếng keo. Thiết kế rất là độc lạ nè. Nó nổi một 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 mọi người. Cái đế con này nó làm cao lên tí nha, nè nó có lót cao luôn mà. Đế con này nó lót cao lên nè. Đế nó là 3 phân nè. Nó là size 42 chân 26 cm mà nha, 650.000. Rồi tiếp theo một con đây Lacoste cá sấu nè, thương hiệu Mỹ. Sấu này bằng vải, nó có lót một miếng da đây nè, nhìn khá đẹp. Đế nè, đi rất ít. Đây con này là cổ nó cao hơn mắt cá nha mọi người, hơn mắt cá nè, dạng cổ cao nè. Để cổ cao nha. Size 42. Rồi chân 26 cm mà. Giá 750 nè, mã số 12. Rồi, em chào mọi người nha. Hẹn gặp lại.